gắng cố gắng tìm kiếm cho chị Hà được lên bờ. Ở Tiến đi quay xin kính chào tất cả. Ở Tiến sông nước vui vẻ chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay mấy anh em là tiếp tục lại tìm kiếm thì có cái tình tiết mới đó, thì đi đó một ghe đó, thì mấy anh em đi đây ghe nó hai ghe đó, thì bữa nay thì có cái tình tiết rất là mới ha. Có khán giả là chuyên về cái nghề mà để mà kéo tìm kiếm cái này nọ đó, thì cũng chút xíu nữa thì đang xuống, thì mong cô chú anh em có xem qua kênh Hồ Tiến TV với Tiến sông nước vui vẻ hai kênh. Rồi nhớ xem và ủng hộ cho Tiến nha. Đó, bữa nay là xuất hành đi hai ghe nha cô chú anh em. Thì bữa nay mấy người nhà quyết định là lại tàu rồi xuống coi lên chiếc tàu luôn nha. Rồi coi xuống coi những cái khoang hầm gì đó coi hết luôn đó. Thì thật sự ra mà nói là cái này cũng rất là bí ẩn nha cô chú anh em. Hồi cái bấy giờ thì nói chung ra là rất là có hiểu về sự việc này. Đó, thì như là ngày hôm qua là Tiến không có theo, mà tại sao lặn chỗ này thì lại kêu chỉ lặn chỗ khác, chỉ lặn tùm lum la trên, cái đó là mình cũng Tiến hôm qua không có theo đó, nhưng Tiến không biết sự việc nó ra sao đó. Thì người nhà nói chung ra vẫn tìm kiếm tiếp tục đó. Thay chiếc ghe chạy trước đó, mấy anh em đi chiếc ghe này sao. Gắng cố gắng tìm kiếm cho chị Hà được lên bờ để nằm dưới nước hổng gài cũng lâu rồi cô chú anh em. Nói chung là anh em cộng đồng mạng rồi cũng rất là xót thương về cái việc này, tại sao 10 ngày qua mà vẫn chưa tìm thấy. Bây giờ cũng là đi cúng đó nha. Tiến cũng mong cô chú anh chị em xem và bình luận và chia sẻ và hiểu rõ về sự việc này như thế nào. Đó. Đây là nơi chiếc ghe của anh đang đậu nha. Lên ghe cúng một lần nữa, lên xà lan cúng một lần nữa.
sự việc là bây giờ anh chủ tàu là không cho lên tàu nữa nha, không cho lên tàu nữa. Thì bữa nay là có ông bây giờ nói rõ cho hiểu, rõ cho đừng có hiểu lầm ông chủ tàu nè. Ông chủ tàu là cho mướn, là nói chung ra là ai muốn cho nhiêu cho, chứ không có mà mướn một chuyến đi là 2 triệu nha cô chú anh chị em. Để hiểu lầm ông chủ tàu này chết luôn à. Anh chủ tàu này rất là dễ thương, vui tính. Hiểu là hiểu lầm là nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi luôn đó. Không có nha, nói chung ra là cái này cũng như chứng minh cho vợ anh biết, là cho vợ anh hiểu lầm anh nè. Để nó bỏ tôi riêng để bố gỗ riêng bao gái chết luôn à. 10 ngày cũng 20 triệu rồi. Mà cái này là thật sự ra là mướn vào bên ông anh hai của bà chị Hà này là đưa tôi có 1.2 đổ dầu là từ ngày bà mất tới giờ đó. Là hồi mất là 10 ngày ơi. 10 ngày 1 ngày. Nói bánh rồi tới số nè. Anh đã bỏ công ăn chuyện làm của anh để đi theo mà giúp cho gia đình chị Hà nè. Ông nói chung ra là anh chú tàu là rất tốt. Nói chung ra anh gia cào rất tốt nghe cô chú anh chị, đừng có hiểu lầm anh mà nói mấy hôm gầy là lấy một ngày là 2 triệu. Bữa nay đi là mà anh bao luôn nè. Bữa nay anh lại mướn tôi 400.000 đó. Mới đi đó. Có 1 triệu mấy tiền vòng. Nói chung ra là nói một chuyến đi là 2 triệu không có. Nói chung là bữa nay mấy em mướn là 400.000. Đó. Chứ để hiểu lầm chú tàu nói tại sao lấy tiền ăn mắc quá, ăn nhiều quá. Mà ta mới nói làm nhiệt tình dữ chứ làm gì mà đâu mà làm nhiệt tình dữ vậy. Vậy là người ta nói anh là từ cái lý do mà mướn 2 triệu người ta nói anh là nhiệt tình quá. Có không? Tiền đó, có tiền mới nhiệt tình vậy chứ không có tiền đâu nhiệt tình gì đâu. Nói chung ra là cũng vẫn mướn ảnh nhưng mà mua chủ nhà muốn đưa bao nhiêu đưa. Chứ anh không có đòi hỏi à. Không có hỏi, còn ông ấy tiệm là chú Ba Thi ở gần tôi đó. 600.000 đó. Kiểu mà không có dầu đi đó. Làm ngay cái cạo này bao lâu rồi anh? Được 4 năm rồi. 4 năm rồi ha. Thì anh chuyên môn cạo cái khúc sông này là nhiều ha. Thì từ đây từ giờ mới sáng mình tới giờ bóp. Như anh chia sẻ hổm gài là anh cạo vòng này là hoài phải không? Mà nó có con cái này có kia luôn. Nó không dính phải không? 10 ngày nay hả anh? Là xanh quanh đây mình cào hoài hết. Cào hoài, cào nhiều lắm rồi không? Cào cái nói chung là khu vực này là anh cào nát nước hết rồi. Mà cũng không có dính gì hết. Chỉ dính cá mà thôi. Cá dính tôm rồi. Cá tôm thôi chứ không dính gì hết. Nói thì bây giờ mới nãy mấy anh em thì đang lên tính ra tàu nha. Thì tính lên hỏi sự việc trong ông chủ tàu này ra sao. Nhưng mà bây giờ ảnh không cho mấy anh em lên. Chúng ta là không cho mấy anh em lên nha. Đây chiếc tàu này nè. Thì nói chung ra người ta không cho thì mình cũng không có được phép mà lên ngôi chút nha. Thì cái gì người ta cho lên thì mình lên, mình chỉ chia sẻ. Mấy anh em chỉ chia sẻ thông tin để cho cô chú anh em cộng đồng mạng biết được sự việc nó xảy ra như thế nào và tìm hiểu rõ hơn cái sự việc này. Tại vì nói chung ra là cũng rất là nhiều cô chú anh chị em đang trông chờ là chị Hà, thấy được chị Hà, vớt chị Hà lên mà 10 ngày nay, 10 ngày qua không thấy đâu hết. Thì đúng rồi, thì nói chung ra là cỡ nào cỡ cũng phải 4 giật cho dữ lắm, cho 5 ngày. 5 ngày 6 ngày đi cũng được đi, này là 10 ngày rồi. 10 ngày đã trôi qua. Hả? Bữa nay 11 ngày phải không? Đã trôi qua nhưng cũng không có thấy tâm tích tâm dạng đâu hết. Không ai thấy hết. Ví dụ ở đây không thấy thì chúng vô môn Cần Thơ nó cũng hay. Nói chung ra là thì giờ mình nói thì rồi, không nói gì. Thì nói chung ra là cái sự việc này rất là khó hiểu. Đúng không? Bây giờ mình không biết mình như ông. Không biết đi, cho mình nói lên tin mới công tao. Đúng rồi, cái gì mình biết thì mình nên nói, còn không biết mình cũng không nên nói. Để nói lên tin có không có được. Nói linh tinh này hoang mang. Bây
cái sự việc nó chưa có rõ ràng, chưa có biết mình đâu có biết ai, đúng, ai hay đúng hay sai, hay là sự việc nó như thế nào, mình cũng không có được phép và nói tầm bậy tầm bạ được. Thì mấy anh em thì nói chung ra tiếng làm thì việc đâu đó rõ ràng, cái gì có thì nói, còn không có thì cũng không nên nói. Nó nói vậy là cộng đồng mạng hiểu lầm, là nhiều người bàn tính, nói chung là cộng đồng mạng mà có mỗi một người có một ý, rồi người ta sẽ nói này nó nọ, cũng tội nghiệp cho người, cho chủ nhà hay là cho anh chủ tàu cũng tội nghiệp. Vừa bên vợ vừa chồng mình cái, đúng rồi, căng đôi nhau thôi. Đúng rồi, mình cũng không biết như thế nào nên mình tôi bên nào cũng chở, chứ chở bên vợ rồi cái bên chồng kêu cũng chở nữa. Thì ai kêu anh cứ chở thôi, đưa đổ dầu tôi đi thôi, chứ là thực sự là nói 2 triệu ngàn à. Không gài, tôi nói anh là mướn anh 1 ngày 2 triệu. 2 triệu vợ mới điện đó, nó không cho chở, chở nên nó, nên nó anh mới xiên xúc sắn ngày nào cũng mới chở hết. Hăng hái vậy chứ mà không có tiền làm gì mà sắt. Này nói anh hoang mang ha. Không không có ăn cái dạng mà có ăn có chịu không, nó vô không? Này không có ăn mà lại có chịu là không đâu được. Rồi, cũng như mà thầy chùa ăn bắp hấp chịu ai chịu đúng không? Mình không ăn quá đổ vỏ ai chịu. Có đưa đổ từ dầu này có, cái đó là có thiệt. Còn cái mấy bữa đầu á, mấy bữa đầu á là tôi đi 3 ngày, ngày thứ tư á là không có tiền đổ dầu, mới có thằng cháu hồi sớm á cũng ra cào. Nó lại nói bữa sau không đi nữa, tao nói mà tao không có đổ kinh phí tao không có đi. Cái nó chạy về rồi nó nói với ông anh vợ rồi với ông chú ba quán cà phê ở bỏ cái vô chút á. Rồi ông xin được 600 ngàn là hai ghe đó, ghe 300 nó chạy ra cây dầu đổ chín đổ luôn, chạy đi kiếm luôn đó. Rồi chở chở bữa đó là tôi chở ông anh thứ hai là anh vợ của bà chị Hà nè. Đó chính ra là vậy, chính xác không tin mà chút nữa tôi chở vô quán quê đó hỏi thăm rồi chính xác là gì không, đằng này tin chứ sao không tin. Để nói ngày 2 triệu tức ha, tao hết đau thiệt, không thấy tôi cào tép cá thì ngày không lẽ không được 700-800. Anh ơi, mình đi vừa nào là được cái nấy anh ơi. Anh tốt quá chứ. Hai gì anh nói là 10 ngày. 2 triệu, 11 ngày là 22 triệu rồi. Anh nói là 10 ngày thì tiền xăng dầu anh có 1 triệu mấy, anh rất là tốt rồi. Ai mà bỏ ra mà để đi ngoài mấy ngày nay. Bà chị vợ anh á, bà không cho anh đi á là tại bà nói là trên nghe coi Bluetooth á là nói là không phải ăn mắt của bà không cho anh đi chứ không phải là đúng rồi, nhưng mà nói cái lời nói của bà không cho đi là người ta cũng nói vô nói ra là nói như là tại sao mà không bà con dòng họ mà nó kêu bằng là nhiệt tình, nó nói chung là nhiệt tình vậy đó. Phải có vấn đề trong đó. Đúng rồi, ta nghi thôi. Ta cũng nghi là ông này ổng có tiền nhiều có tiền mới nhiều đi mới nè. Đi vậy chứ ai mà ở không mà chạy tối ngày không lo cạo lên gia đình thì người ta nghi cũng đúng, nhưng đúng mà thật sự đó. Là không có. Thật sự là không có quan nó này là quan ức. Có ai hiểu thấu cho lòng tôi à? Có ai hiểu thấu cho lòng tôi? Mẹ mới điện nè, nó nói thôi ông đừng nói nữa. Nói chung là đăng lên, tao nói ông mà mướn một ngày tới 2 triệu lận. Vậy đó. Phải sợ mang tiếng là chặt chém đó. Không phải là chặt chém này, không có sợ. Thì đó là anh em của bên vợ nha, thì lên tàu coi như thế nào. Này kêu bằng kêu bao thiên sử chứ. Thì từ lúc sự việc chị Hà xảy ra đó giờ thì anh tâm cái tâm anh. Đang gì về nhà. Không, tụi em đưa lên đính chính lại cho cộng đồng mạng hiểu lầm anh. Đó. Nói chung ra là mục đích là bữa nay bữa nay là nói rõ như cô chú anh chị em, không phải là phân chặn về cái việc anh này đúng sai, nhưng bữa nay là đi lên tàu của chồng chị Hà, nhưng mà ra tới đây thì chồng chị Hà không cho lên tàu nữa. Thì sẵn đây thì bữa nãy trước khi mà xuống mà chở bên em á, thì anh chủ ghe cào này anh nói hổm gài người ta nói anh là ăn mắc quá, đi một chuyến là 2 triệu, hổm gài là mười mấy ngày tính cũng bộn tiền rồi đó. Thì sẵn đây Tiến muốn mấy anh em muốn chia sẻ về cái câu chuyện của anh là không có sự thật đó, đi mười mấy ngày nay là đưa có nhiêu triệu hai đổ dầu thôi đó, chứ không phải là mỗi một chuyến là 2 triệu như trên cộng đồng mạng nói. Nó quan nó biết chết em luôn đó. Thì ở đây là gần cầu Dầm Cống nè.
Thì bữa hổm Tiến đi thì cũng anh chủ tàu này, cô chú anh em nào mà có xem kênh của Tiến thì biết anh chủ tàu này thứ nhất là vui tính, vui vẻ nè. Đó. Còn có đem bánh trái ăn nè, bữa nay ông vớt cuốc này tới 3 triệu đăng. Bây giờ ông mới cho bánh trái, ông mua bánh trái ăn không nè. Vớt cuốc này tới 3 triệu chứ không còn 2 triệu nữa. Bây giờ ông nào bữa nay ông nhiều tiền quá mua hộp bánh. Ăn bánh này là mới có 2 triệu à. Bánh này 2 triệu à. Bánh này là tới 3 triệu. Bánh này tới 3 triệu đăng. Bánh này bánh mè đen nó mắc. Đen quá. Là được đó. Đó thì cái này là con gái lại cúng nha. Con gái lại cúng nhà cô chú anh chị em. Đó thì chỉ có hai anh em lên được thôi, còn nhiều là không có cho lên. Đó, tính này ra đây lên quay chia sẻ cho cô chú anh em về hiểu rõ hơn một chút cái sự việc xảy ra. Nhưng mà thật sự nói ra đây là thất vọng là bốn anh em còn ở lại không được, chỉ ở dưới ghe thôi. Ghi hình ở dưới ghe thôi. Hai chiếc ghe nè, chứ không có được lên tàu. Chắc này là con sông, chắc này nước chảy rồi nè. Nói chung là nó phóng xuống một cái ha, 1 phút 30 giây thôi là nó chảy tới cầu Vùng Cống đó. Nước chảy dữ lắm, chảy luôn, mạnh lắm luôn. Đây là con gái à, ngồi dịch qua đây coi. Con gái này, con gái lên phà cúng rồi nè, lên tàu nè. Đó, con gái đó. Chung ra là mỗi một cái gia đình ai cũng có cái nỗi khổ riêng hết, có hoàn cảnh riêng hết, mình không có nằm chung cuộc nên mình không biết ở trong đó là có trứng gà hay là trứng vịt. Nên mình không biết đó, đúng không? Gia đình nào cũng vậy, không có khi nào gia đình nào im ấm chứ á. Nhưng mà mình biết kiềm chế, mỗi một người chồng hay vợ gì cũng vậy, phải biết kiềm chế với nhau, mình cũng như mình nhường nhịn nhau thì mới sống bền lâu được. Còn mà mình cứ so kè với nhau hoài thì nó không có thể sống bền lâu được. Sợ luôn hả chú? Đi đó còn hỏi ông ngày nhiêu. Chú không gài đi ngày mấy triệu chú? Chú nói rõ rồi. Đi ngày tới 5 triệu rồi. Yếu hả? Nói 2 triệu yếu không? Sao mà đủ được? Nói chung ra cô chú anh chị em cộng đồng mạng Tiến nói gì luôn. Cô chú anh chị em chỉ xem qua video thôi, không có biết chính xác như thế nào nên mình cũng đừng bình tĩnh. Mình bình luận mình cũng nói cho cái gì cho nó vừa phải thôi, chứ mình nói quá thì tội nghiệp cho các anh đó. Tại vì mấy chị là chỉ xem qua hình ảnh thôi chứ đâu có biết là ở đây nó như thế nào. Chứ người ta mà mướn bao nhiêu hay là người ta làm cái gì mấy cô chú anh chị em đâu biết đâu. Dạ, mình cũng có thấy đấy. Coi chứ mà coi hả? Coi trực tiếp mà lên đăng này lên này mà ai muốn thấy coi đó hả? Cái điện đó nó trực, tôi đi ra sau ở nhà nó trực mới coi được rồi. Thôi thôi ha. Giờ bả nó coi mấy tôi nữa. Thì ở đây là cầu Vòng Cống, chú chiếc tàu đợi gần cầu Vòng Cống nè.
Đi làm phước mà về tên tiếng ác nữa chú. Đó là tiếng thiện nha. Làm phước về ai chịu mà chết phải. Không có cái mấy mướn cái đò kia là mình không biết nha. Nó nhiều đò lắm. Nói chung là mướn nhiều đò không ngon. Có mấy chiếc đò nữa. Mướn nhiều đò lắm không? Mình nên mới hai ghe cào này. Chỉ là ghe cào này với hai ghe này với ghe trong vòng bỏ chút có chạy con bữa à. Còn mấy cái bên Tấn này mướn là ghe đò dọc ở trên Long Xuyên xuống là mình không biết, trả ngại gì là mình không biết. Cái đó là mình không quan hệ thôi, tới. Còn thật sự đi ghe cào là trung thực luôn. Thì thôi Tiến cũng chào tất cả các chú anh chị em, Tiến kết thúc ở đây nè. Thì mong cô chú anh em xem và chia sẻ ủng hộ cho Tiến nha. Nói ông cứ ghe này là không phải chịu quay.